Ca sĩ Phùng Ngọc Huy bị tấn công dữ dội sau thông tin Mai Phương mắc bạo bệnh. Bố của con gái Mai Phương, ca sĩ Phùng Ngọc Huy, hiện đang bị dân cư mạng tấn công. Đêm hôm qua, ngay sau khi thông tin nữ diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối được tiết lộ, cư dân đã tìm đến trang cá nhân của nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy để tấn công. Nhiều tài khoản đã dùng những từ ngữ thóa mạ nặng nề đối với tình cũ của Mai Phương, đồng thời là cha ruột của con gái cô. Cư dân mạng chỉ trích Phùng Ngọc Huy đã phụ tình bỏ rơi mẹ con Mai Phương, khiến cho nữ diễn viên rơi vào cảnh khốn đốn, giờ lại mang thêm bạo bệnh, con gái phải nghỉ học vì không có ai chăm sóc. Trước tình thế này, Phùng Ngọc Huy đã phải tạm thời khóa trang cá nhân của mình và chuyển sang chế độ bạn bè. Trước tai tiếng bỏ rơi mẹ con Mai Phương của Phùng Ngọc Huy, nữ diễn viên Ốc Thanh Vân đã lên tiếng minh oan cho tình cũ của bản thân. Trả lời thắc mắc của một số người bạn, Ốc Thanh Vân cho biết, ba của Lavi đang ở Mỹ và có vấn đề về giấy tờ nên không về được, mà bạn ấy cũng không có khả năng, thiệt là khổ. Động thái tắt tên Phùng Ngọc Huy vào mỗi dòng trạng thái về Mai Phương của Ốc Thanh Vân cũng phần nào cho thấy nam ca sĩ thực lòng quan tâm đến mẹ của con gái mình, chứ không phải vô tâm như cư dân mạng đang phán xét. Trước đó thì Phùng Ngọc Huy cũng từng về Việt Nam để tổ chức sinh nhật cho con gái cùng với Mai Phương. Biết mình ung thư phổi giai đoạn muộn, Mai Phương vẫn liên miên đi sau vì khốn khó và tự trọng cá nhân. Suốt một tháng âm thầm chống chọi căn bệnh hiểm nghèo, ung thư phổi, Mai Phương dù ốm đau, bệnh tật, sức khỏe kém, ho liên hồi, chân tay không nhắc nổi phải ngồi quay, vẫn nỗ lực đi làm. Tối ngày 18 tháng 8, làng giải trí Việt xôn xao thông tin diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối được hé lộ. Theo quản lý cũ và cũng là người anh thân thiết của Mai Phương, anh Phạm Thành Trung cho biết hiện tại nữ diễn viên đang điều trị ở bệnh viện 175 thành phố Hồ Chí Minh. Một tháng trước khi bị ho nhiều, Mai Phương mới đi khám. Tuy nhiên khi biết về bệnh tình của mình, cô ấy giấu đi vì sợ bị cắt sâu hủy sâu. Tính Phương tự ái cao nên đến người thân cô ấy cũng không nói. Vào thứ tư vừa rồi cô ấy nhập viện vì bệnh đã ở giai đoạn cuối. Người anh xót xa chia sẻ, thông tin Mai Phương mắc bệnh hiểm nghèo đã khiến cho làng giải trí bàng hoàng. Lục lọi chia sẻ những thời gian gần đây của nữ diễn viên họ Phan, nhiều người không giỏi xót xa rơi nước mắt. Dù ốm đau, bệnh tật, sức khỏe kém, ho liên hồi, chân tay không nhắc nổi, nhưng nữ diễn viên tiếng dương cầm trong đêm vẫn nỗ lực đi làm. Không chỉ tất bật với các show diễn trong nước, Mai Phương còn xuất ngoại làm chương trình. Cuối tháng 7 vừa qua, nữ diễn viên vừa có chuyến lưu diễn tại Hàn Quốc. Ngày 20 tôi đi quay Hàn Quốc mà bài chưa xong, quần áo chưa chuẩn bị mà bệnh lê lết không chịu khỏi, ráng lên nào, Mai Phương thông báo. Xuất ngoại trong tình trạng bệnh tật, Mai Phương vẫn tự khích lệ bản thân cố gắng cho đến ngày quay cuối cùng, cô vừa phải ngồi vừa phải làm vì không đứng nổi. Hích, cái dây chằng, cái chân của tôi đau quá rồi. Qua tới đây mà phải nằm lặt lì, lặt lọi trong khách sạn. Sau những ngày ôm chân trong khách sạn thì con nhỏ đã được xách vali quay ngày cuối. Tôi quay ngồi thôi nha, chứ đứng hết nổi rồi. Sau nhiều ngày cố gắng thì hôm ngày 15 tháng 8 vừa qua, Mai Phương quyết định dừng công việc để chăm lo cho sức khỏe. Chia sẻ cả hình cũ vì chưa có hình mới. Xin được thông báo hiện tại Phương tạm kinh doanh vì có chuyện gia đình đột xuất. Khi nào trở lại, Phương sẽ thông báo cả nhà ủng hộ nhé, Phương thông báo. Nữ diễn viên cũng đã nhắn nhủ cô công chúa nhỏ của mình. Dẫu biết cuộc đời là tan hợp hợp tan, sinh ly tử biệt, vòng tròn này ai thoát được đâu. Cùng cầu mong cho những điều an lành con nhé, rồi mọi thứ cũng sẽ qua, phải không con gái? Tạo hóa sinh ra con người vốn rất đơn giản, còn những vấn đề phức tạp mà con người phải đối mặt, chính do tự họ tạo ra. Cuộc sống cứ mờ mờ ảo ảo đến lạ lùng. Đôi lúc muốn nhìn cho rõ nhưng đôi khi lại thôi. Lựa chọn cái nào cũng khó. Hãy để số phận là con thuyền lớn đưa ta ra biển cả. Nhưng chèo lái như thế nào là do kỹ năng của bạn, cố lên nào. Mai Phương đã tự kích lệ bản thân như vậy. Ca sĩ Sơn Ngọc Minh động viên đàn chị. Chị em mình thật sự phải cố gắng vượt qua giai đoạn này. Quan trọng là tinh thần không được rớt xuống bởi nó sẽ kéo theo nhiều thứ lắm chị biết không. Em vẫn còn để hũ chanh đào mật ong ở phòng thu này, chị nhớ quay lại với em. Ca sĩ Khánh Ngọc nhắn.
Bà là người luôn làm điều phi thường mà, sẽ không có gì bà không vượt qua được, mọi người luôn bên bà. Diễn viên Trịnh Kim Chi bày tỏ, thương em, các chị luôn bên em. Trong khi Tú Vi thì an ủi, sẽ không sao nha chị. Từng có những ngày yêu thương bên nhau, cũng có chung với nhau một cô con gái. Ngọc Huy là bố của con gái Mai Phương, cũng gửi lời động viên tình cũ. Uống thuốc vào sẽ hết thôi, giữ sức khỏe nha em. Lễ phép vâng khi tình cũ quan tâm, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn cả nhà đã quan tâm sức khỏe của Phương mấy ngày qua nhé. Tốt nghiệp khoa kịch nói trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2006, Mai Phương về đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhuận. Nữ diễn viên kể lại nhiều ấn tượng trong các vở diễn như Người vợ ma, Lai sau những người cha, Nhiệm vụ bất khả thi. Bên cạnh sân khấu kịch, Mai Phương từng tham gia nhiều vai diễn nhỏ trong một số bộ phim ăn khách như Mộng Phù Du, Hương Phù Sa, Xóm Cào Cào. Cho đến khi hóa thân vào vai nhân vật chính, cô bé đậu trong bộ phim Trai Nhạy của đạo diễn Lê Hoàng, thì tên tuổi của Mai Phương được nhiều người biết đến hơn. Năm 2010, Mai Phương quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát và nhận được khá nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình, đặc biệt là của nghệ sĩ Nguyễn Văn Trung. Có thể nói, thời điểm ấy Mai Phương cũng là một cái tên khá nổi tiếng trong làng là giải trí Việt. Tuy nhiên thì trong lúc sự nghiệp đang phát triển, nữ diễn viên lại bất ngờ chia sẻ cô mang thai bé gái và tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật. Cách đây không lâu khi con gái đã khá cứng cáp, Mai Phương đã tái xuất làng nghệ thuật với lời chia sẻ không vui về cuộc hôn nhân rạn nứt. Nữ diễn viên cũng đồng thời công khai chuyện sẽ tha thứ cho bố của con gái bất kỳ khi nào anh trở về. Không cầm được nước mắt khi thấy hình ảnh lạc quan trên giường bệnh của Mai Phương. Loạt hình ảnh hiếm hoi của Mai Phương tại bệnh viện và tình trạng sức khỏe đã khiến cho nhiều người xúc động. Và cũng theo Ốc Thanh Vân, cuộc sống của Mai Phương đang bị xáo trộn hoàn toàn, con gái La Vi đã không được đến trường hơn một tháng qua. Tối ngày 18 tháng 8, một nguồn tin trên mạng bất ngờ chia sẻ thông tin nữ diễn viên Mai Phương mắc phải căn bệnh ung thư phổi và hiện vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện 175 ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì Mai Phương cũng gặp khó khăn về mặt kinh tế khi vẫn còn nợ nần ở nhà thuê và việc chi trả tiền viện phí nằm ngoài khả năng của cô. Về lý do được giữ kín, người này cho biết vì lòng tự trọng của một nghệ sĩ nên Mai Phương không muốn người thân công khai câu chuyện bản thân ra bên ngoài. Có thể thấy những hình ảnh này cũng khiến cho người hâm mộ vô cùng thương xót. Một người phụ nữ đơn thân nuôi con một mình, giờ lại chiến đấu với bệnh tật càng khiến cho diễn viên phải mạnh mẽ hơn. Hình ảnh Mai Phương nằm trên giường bệnh vẫn nở nụ cười tươi tắn được diễn viên Cát Phương chia sẻ khiến khán giả nhói lòng. Đời vô thường quá các bạn ạ. Cát biết tin em ngã bệnh và nhập viện một tuần nay nhưng Cát chưa dám kêu gọi, tuy biết tình hình như thế nào. Cát cập nhật tin từ em liên tục. Sáng nay Cát alo cho đứa em túc trực trong bệnh viện chăm sóc em và Cát quyết định kêu gọi. Em, nữ diễn viên Mai Phương, chắc chắn mọi người không ai không biết đến cô gái bé nhỏ này. Một gương mặt rất quen thuộc của phim và nhiều chương trình nhà đài. Em đang mạnh khỏe là thế, em đang làm việc là thế, em đang vui cười là thế. Bỗng em sụp đổ vì những cơn đau. Em vào viện khám thì bác sĩ bảo em bị viêm phổi giai đoạn cuối. Em nằm viện nhưng miệng vẫn cười tươi. Cát biết bên trong hai mắt nhắm lại của em đã đầy nước mắt, vì ngày mai không biết sẽ như thế nào và con em sẽ ra sao. Em còn quá nhỏ để gánh nỗi đau này, đặc biệt con của em cũng còn quá nhỏ. Một mình em gồng gánh chạy ngược chạy xuôi lao đao trong vùng trời nghệ thuật để kiếm tiền nuôi con, làm bất kể ngày đêm. Có lẽ vì vậy mà phổi của em nhiễm lạnh, sức khỏe ngày càng yếu dần và phổi em lại ngày càng nặng hơn mà em không biết. Thương em quá, Cát Phượng nói. Nữ diễn viên Mai Phương nhập viện điều trị vì căn bệnh ung thư quái ác ở giai đoạn cuối, khiến cho bạn bè, đồng nghiệp và khán giả yêu mến cô không khỏi hoang mang. Hiện tại thì nữ diễn viên đang nằm điều trị tại bệnh viện 175. Theo chia sẻ từ gia đình thì Mai Phương đi khám bệnh cách đây 3 tuần sau khi có những dấu hiệu là ho kéo dài. Cô được chuẩn đoán là mắc bệnh lao hô hấp theo xét nghiệm tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 7. Mẹ nữ diễn viên chia sẻ buồn bã:
Trong thời gian này, Mai Phương phải bỏ toàn bộ lịch trình quay phim game show đã ký hợp đồng trước đó. Dù đã chụp hình bệnh án gửi, nhưng nhiều nhà sản xuất không đồng ý và bắt buộc Mai Phương phải đến phim trường. Nhưng Phương cũng không thể tham gia ghi hình, mẹ Mai Phương nghẹn ngào. Theo lời chia sẻ của mẹ Mai Phương thì sức khỏe của cô khá yếu. Gia đình chúng tôi mới thông báo tin Mai Phương bị bệnh được 3 ngày, nhưng hiện giờ sức khỏe của Phương khá là yếu nên không tiếp xúc được với tất cả mọi người đến thăm. Con gái tôi cũng không muốn chia sẻ quá nhiều về bệnh tình, nên mong các anh các chị thông cảm. Hiện tại có các mạnh thường quân và người hâm mộ tới thăm Mai Phương, nhưng đều hạn chế gặp để đảm bảo tình trạng sức khỏe. Ở thời điểm này thì vào thăm Mai Phương phải được sự đồng ý của mẹ cô, bà luôn túc trực để chăm sóc cho con gái. Mai Phương sinh năm 1985 và theo đuổi nghệ thuật. Mai Phương sinh năm 1985, theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ. Cô là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch và màn ảnh nhỏ. Cô từng để lại dấu ấn trong phim Những Thiệt Thành Áo Trắng, Một Ngày Không Có Em, Sống Đời, Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa.